tạm đình chỉ hoạt động phòng khám có bác sĩ bị tố hiếp dâm. Liên quan đến vụ chị Thu, 18 tuổi, ngụ ở Phước Tân, tố cáo bác sĩ Dương, ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xâm hại tình dục khi đi khám phụ khoa. Ngày 5 tháng 10, bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám trên. Trước đó, đoàn thanh tra của Sở Y tế Đồng Nai đã tiến hành thanh kiểm tra hoạt động của phòng khám này. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện phòng khám bác sĩ Dương hoạt động vượt phạm vi chuyên môn cho phép. Cụ thể, phòng khám này chỉ được phép khám, chữa bệnh nội khoa nhưng lại khám về sản phụ khoa. Cũng theo bác sĩ Hoàn, trước sai phạm của phòng khám bác sĩ Dương, Sở Y tế Đồng Nai đã tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám này. Đồng thời, đến ngày 6 tháng 10, Sở Y tế Đồng Nai sẽ làm việc với đại diện phòng khám là bác sĩ Dương để giải quyết vụ việc. Như đã đưa tin, Công an thành phố Biên Hòa đang thụ lý điều tra nghi án bác sĩ có hành vi hiếp dâm đối với bệnh nhân nữ tại phòng khám. Theo trình bày của chị Thu tại cơ quan công an, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, chị Thu đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Dương làm chủ để khám phụ khoa. Tại đây, chị được bác sĩ thăm khám bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, trong khi khám, bác sĩ Dương đã có hành vi hiếp dâm chị Thu. Sau đó chị đã bỏ chạy ra ngoài rồi về trình báo sự việc với gia đình và làm đơn tố cáo hành vi của bác sĩ nói trên đến công an phường Long Bình Tân. Theo gia đình cô gái này, phía bác sĩ Dương sau đó cũng đã đưa tiền đến phòng trọ của chị Thu để thương lượng nhưng phía gia đình chị không chấp nhận. Tiếp nhận thông tin, công an phường đã mời hai bên lên làm việc, lập hồ sơ ban đầu và giao công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Tên bác sĩ và bệnh nhân trong bài viết đã được thay đổi bác sĩ Trần Tình về việc bị thiếu nữ tố cáo giở trò đồi bại. Để có thông tin đa chiều về vụ chị Thu, 18 tuổi, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tố bác sĩ Dương, 52 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, là bác sĩ đã dở trò đồi bại khi đi khám phụ khoa. Phóng viên chúng tôi đã liên lạc với bác sĩ là chủ phòng khám trên. Qua trao đổi, bác sĩ Dương kể lại, vào ngày 25 tháng 9, Thu đến khám tại phòng khám của bác sĩ Dương đóng tại phường Long Bình Tân để khám bệnh vì thấy máu ra nhiều ở vùng kín. Sau khi thăm khám, bác cũng nhận định Thu bị rong kinh nên cho uống thuốc và tiêm thuốc cho Thu. Đến 27 tháng 9, thiếu nữ quay lại phòng khám, nói cho bác sĩ biết bệnh tình không thuyên giảm và yêu cầu được khám lại. Ông Dương cho biết, tôi thấy bệnh Thu hơi khác nên kêu Thu là phải nói thật thì bác mới giúp cháu chữa bệnh được, đừng giấu. Vì thế Thu đã kể là sau Tết đến nay, cứ 2 đến 3 tháng Thu lại tiêm một mũi thuốc tránh thai, từ khi tiêm thuốc đến nay, Thu bắt đầu bị ra máu ở vùng kín nên đã đến khám ở nhiều nơi và các bệnh viện đều cho thuốc rong kinh nhưng nhiều tháng vẫn không bớt mới tìm đến chỗ tôi vì người nhà Thu là khách quen. Ngoài ra, Thu còn cho biết việc mình có bạn trai và dự kiến một tháng nữa sẽ tiến tới hôn nhân với người này. Nhưng hiện tại cháu Thu đã hủy hôn vì thấy còn bé quá nên chưa muốn lấy chồng và đã trả lễ cho nhà trai. Vì Thu chưa có gia đình nên trước đó bác sĩ Dương và nhiều phòng khám hay bệnh viện khác đều chỉ khám đơn giản và nghĩ cô gái bị rong kinh. Bác sĩ Dương kể, tôi cũng nghĩ con bé còn nhỏ nên chỉ khám sơ bên ngoài. Tuy nhiên do bệnh nhân rong kinh tận 9 tháng trời, sợ cháu mất máu hay có hạch gì ở người nên tôi có nắn xem nhưng không có hạch, không có biểu hiện mất máu, da rẻ hồng hào. Sau khi nghe cháu kể xong, đoán được bệnh nên tôi đề nghị cháu cho bác khám phụ khoa. Tôi có nói bác khám kỹ nên phải đưa tay vào trong xem thế nào vì biểu hiện này là nặng lắm nên cháu chịu đau xíu và thu đồng ý. Vì thế tôi đã khám và phát hiện thu bị viêm âm đạo, vùng kín xương tấy, lở loét nên lấy thuốc đặt âm đạo để đặt cho cháu. Tôi lấy hộp thuốc đưa cho Thu xem và vừa đặt thuốc cho Thu, tôi vừa hướng dẫn cháu cách đặt thuốc. Nhưng do đặt thuốc thì đặt sâu vào bên trong nên Thu bất ngờ vùng dậy rồi bỏ đi ra ngoài. Lúc này có bệnh nhân đang chờ nên tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ Thu ra bên ngoài chờ. Tuy nhiên sau khi bỏ ra ngoài, cô gái định bắt xe ôm về thẳng nhà. Thấy vậy bác sĩ ra yêu cầu Thu trả tiền tiêm thuốc và tiền mua hộp thuốc đặt âm đạo. Thiếu nữ này không đồng ý trả tiền hộp thuốc vì cho rằng bản thân chỉ đem 100.000 đồng đủ tiền tiêm. Bác sĩ chia sẻ, tôi nói cháu không có đem tiền thì cháu để thuốc lại khi nào đến lấy sau cũng được. Thế là con bé đi về, còn tôi xong việc cũng về nhà, không nghĩ gì về việc này. Vậy mà không ngờ khuya cùng ngày, tôi nhận tin là gia đình Thu tố cáo tôi dở trò với Thu khi khám bệnh khiến tôi khá bất ngờ. Sáng 28 tháng 9, bác sĩ Dương đến nhà Thu để hỏi cho ra lẽ và tại đây gia đình yêu cầu bác sĩ bồi thường số tiền 35 triệu đồng nhưng bác sĩ từ chối. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bác sĩ đã đề nghị cho nữ bệnh nhân thuốc chữa bệnh và cho chút tiền. Bác sĩ Dương phân trần, tôi khẳng định tôi không làm gì sai cả và không có chuyện như nhà Thu tố cáo tôi, tôi không làm bậy với con bé, vì thế không có chuyện tôi bồi thường tiền cho gia đình. Nếu có sai, thì tôi sai ở chỗ là tôi là bác sĩ nam, nhưng khi khám phụ khoa mà không có y tá hay một người khác cùng đứng trong phòng. Nhưng cũng chỉ là do tôi sơ suất vì lúc đó vợ bận về đón con, còn cháu Thu thì biểu hiện bệnh khá nặng, viêm sưng, máu chảy, nên tôi nghĩ khám để lấy thuốc cho bé, mất công bé chờ lâu. Trong phòng khám phụ khoa lúc đó không có ai ngoài tôi và bé Thu, nhưng thời điểm này phòng khám của tôi cũng có khách khác đang chờ khám vị bác sĩ trải lòng. Nói thật thấy con gái lở loét máu như vậy, chắc không chỉ tôi mà rất nhiều đàn ông không dám làm gì. Sau sự việc xảy ra, bác sĩ liên tục được mời lên cơ quan điều tra để làm việc. Hiện ông cũng cung cấp những chứng cứ có liên quan đến cơ quan chức năng để làm bằng chứng điều tra vụ việc. Chủ phòng khám cho biết họ nghi ngờ có dấu hiệu tống tiền trong vụ việc này và đã trình báo đến cơ quan chức năng để làm rõ. Tên bác sĩ và bệnh nhân đã được thay đổi.